Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé. Mọi người, em Toàn hôm nay đang có một bộ pha lê đây mọi người. Một bộ pha lê này còn nguyên trong hộp luôn, chưa qua sử dụng luôn. Chỉ có là đây là khi người ta bán hàng là có bóc ra để trưng bày thôi. Nhưng còn cái bộ này vẫn còn nguyên luôn, chưa qua sử dụng nha các bác nhé. Đấy, đây, cho các bác xem. Để em đặt cái này xuống nha các bác nhé. Em đặt cái này xuống bên này để em bóc ra. Đây, lì nó vẫn còn mới tinh luôn. Đây là những cái này là nó vẫn còn nguyên này. Cho em bóc ra để kiểm tra thôi. Nên là nó như này, còn đây còn nguyên bản luôn. Cái bộ này là có 6 ly nhá các bác nhá. Bộ này có 6 ly. Đây các bác xem. Nó vẫn còn ở bên dưới cái hộp này nó còn mấy cái ly nữa. Đây, nó vẫn còn nguyên đây nha các bác. Đây em quay cho các bác xem này. Đấy, nó vẫn còn nguyên băng dính từ đầu luôn. Đây những cái này là nó ở bên dưới là chưa bóc rồi. Đấy, cái này là lúc em xem hàng là nó em còn những cái này em xem rồi nó không bể vỡ là em không xem những cái này luôn. Rất là đẹp, 6 ly. Em bóc hết ly ra nha các bác nhé. Nó video nó hơi lâu một chút nên là em muốn là bóc khui cho các bác xem là nó vẫn còn mới nguyên luôn. Đấy. Đây, cái này còn chưa biết bóc ở chỗ nào luôn. À đây. Đây các bác. Đó, có 6 cái ly nhá. Đấy. Video nó hơi dài các bác thông cảm cho em nhé. 6 cái ly bộ pha lê của Tiệp rất là đẹp luôn. Em đo chiều cao của cái bình. Chiều cao nó là 30 nhé mọi người nhé. Chiều cao 30. Đường kính ở cái chỗ này. Ở giữa này đi. Là 21 chỗ này nhé mọi người nhé. Là 21. Rất là đẹp luôn. Đây, ly ở đây các bác này. Ở đây là có vẽ vàng nha mọi người nhé. 1, 2, 3, 3 cái đường chỉ vàng luôn. Rất là đẹp luôn. Em đo chiều cao với ly. Ly chiều cao là 8 nha mọi người nhé. Chiều cao là 8. Miệng là 4. Khá là đẹp luôn. Đây cho các bác xem. Cái miệng nó vẽ vàng này. Khá là đẹp luôn. Tình trạng lành tít nha mọi người nhá. Không có xứt xẻo cái gì cả. Mới tinh luôn. Đấy. Các bác nào mà ai mà ưng ý bộ này thì các bác cứ liên hệ em Toàn. Thôi em Toàn xem phép là kết thúc video đây mọi người. Mọi người nếu mà ai mà ưng ý thì cứ alo cho em nhé. Rồi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé.